Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Airboy Channel, mình là Hùng Review đây. Và đúng như tựa đề của video ngày hôm nay, trong video này thì mình sẽ đập hộp một chiếc điện thoại Android siêu mini. Và với chiếc điện thoại Android này thì nó có rất là nhiều điểm đặc biệt. Và đương nhiên đây là một chiếc điện thoại nó mang cái yếu tố là độc, thế nên nó sẽ không dành cho đại đa số người dùng của chúng ta. Đây là chiếc Rui UH8, một chiếc máy nghe nhạc Android vào trong ngày hôm nay. Và không để các bạn đợi lâu nữa thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về sản phẩm này nhá. Ok, trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào mà quan tâm về các sản phẩm Rui UH8 này thì đường link của các sản phẩm này mình sẽ để ở ngay phần mô tả và bình luận của video này để cho bạn có thể là click vào tham khảo một cách nhanh nhất, mức giá tốt nhất. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đến với nội dung chính. Rồi, thì như mình đã nói, đây là một cái thiết bị siêu mini, nên là cái hộp của nó thì nhỏ hơn rất nhiều so với lại những cái hộp điện thoại, những cái hộp phụ kiện mà các bạn từng thấy. Ở đây các bạn sẽ có dòng chữ là Video Player HD 2 đi function gì đấy, mình không biết. Rồi, và ở phía trước ấy thì các bạn sẽ có những cái mục như là 3D Stereo này, như kiểu là âm thanh 3D ấy, rồi màn hình cảm ứng này, DSP này, vân vân. Nói chung là với những cái spec của em này thì nó sẽ hướng đến là một chiếc máy xem phim hoặc là một chiếc máy nghe nhạc đó. Và hãy mở ra để xem là bên trong hộp của nó sẽ có gì nhá. Rồi, đầu tiên chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy nghe nhạc Android Rui UH8 đang có trên tay mình ở đây. Và với phiên bản đang có trên tay mình sẽ là phiên bản RAM 2GB và bộ nhớ trong của nó sẽ là 16GB nhá. Và ngoài ra với bụng phụ kiện bên dưới ấy, thì với sản phẩm này chúng ta có phụ kiện tương đối là đầy đủ. Với tầm giá khoảng tầm hơn 1 triệu thôi, nhưng mà anh em sẽ có một chiếc ốp silicone, và ốp này làm chỉnh chu thật sự nha, dày dặn và rất là khít với máy. Các bạn sẽ còn có ở đây là một cái sợi cáp sạc Type-C, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên vứt cái sợi cáp này đi vì sợi cáp này thì trông khá là đều các bạn ạ. Các bạn sẽ có một cái tai nghe, thì cơ bản đây là một chiếc máy nghe nhạc nên là nó sẽ có tai nghe để có thể là kết nối vào, chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp trên cái máy này luôn. Nhưng nếu như các bạn đã xác định là mua máy này để mà nghe nhạc ấy, thì chẳng ai nghe chiếc tai nghe này vì nó gọi là quá lởm luôn. Anh em có thể nghe những tai nghe của Sennheiser, của JBL, của AKG vân vân thì chất lượng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và các bạn sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng bao gồm hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Trung ở trong đây, thì nó viết khá là đầy đủ chỉnh chu. Tuy nhiên thì mỗi quả hình nhìn nó hơi bịp bịp, ví dụ như ở cái quả hình này nhìn con máy đúng là phun viền các kiểu luôn. Mình xem trên cái hình trên Lazada thì mình thấy là nó cũng phun viền nhìn rất là đẹp, nhưng mà khi mà trải nghiệm thực tế thì nó sẽ hơi khác. Đây là con máy mà khi mà mình đã mua về. Và chúng ta cùng nhau so sánh một chút về kích thước của em máy này so với một chiếc điện thoại và thông thường nhá. Thì đây là con iPhone này, và các bạn thấy rằng là nó chỉ bằng, nếu như mà xét về chiều dọc ấy, thì nó cũng chỉ gọi là nhỏ, thì nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với con iPhone. Và nếu xét về độ dày thì nó gần như là tương đương các bạn ạ. Phải nói là kích thước của em này khá là ấn tượng. Và nói đến cái phần mặt trước ấy, thì em này cũng rất là nhỏ luôn đó. Thì tổng thể thiết kế của chiếc máy này thì mình đánh giá rất cao, vì căn bản nhá, với tầm giá khoảng tầm có triệu mấy bạc à, mà hoàn thiện của em này mà sau này được làm từ chất liệu đó là kính các bạn ạ, khung viền nhôm nguyên khối rất là xịn sò luôn. Và mặt trước của nó cũng là một cái mặt kính nhìn rất là ổn áp. Và thực sự là cái phần đánh giá cũng như là cảm giác cầm nắm của em này thì mình đánh giá rất tốt, vì thực sự là nó hoàn thiện từ kính này, rồi khung viền kim loại này, rồi mặt trước của nó là một cái màn hình full view nữa, thì mình thấy rằng là trải nghiệm khi chúng ta cầm nắm này, rồi cái độ nặng của nó rất là đầm tay, nó không giống như là mấy con máy nghe nhạc làm từ nhựa hay là cái build kém, khi mà chúng ta cầm vào thì cảm giác hơi bị chán đời. Và đến với cái phần mặt sau ấy, thì đây là một chiếc máy nghe nhạc Android nên là các bạn sẽ thấy rằng là không có bất cứ một cái camera nào ở đây cả. Logo Rui U rất lớn ở đây, và bên dưới các bạn sẽ có những cái spec, ví dụ như là input output này, made in China là cái đây là điều đương nhiên rồi. Và cái phần mặt kính này thì bám cực kỳ nhiều mồ hôi, dấu vân tay nhìn nó hơi xấu xấu. Và thật sự là nếu như các bạn mua cái sản phẩm này về nên mang theo ốp lưng, vì con này nó rất là nhỏ, nếu các bạn cầm nắm thì ok. Phần viền nhôm này rất bám tay, nhưng nếu các bạn để trong túi quần, nếu các bạn để trong ba lô rất dễ bị xước và rất dễ bị tụt ra ngoài đó. Nên là với cái bề mặt kính này và với cái phần khung viền như thế này thì nó sẽ dễ dàng bị bể hoặc bị xước ngay. Như là mình đang có ở đây thì cái phần viền trên của nó này đã hơi xước nhẹ tăm một vài cái lỗ rồi đó. Và ở đây các bạn sẽ có là jack âm thanh 3.5 này, các bạn sẽ có nút nguồn này, các bạn sẽ có tăng giảm âm lượng ở đây. Về cổng kết nối thì một điều rất là may mắn luôn là tầm giá có 1.4 triệu,
có cổng sạc Type-C và hai cái phần loa bên dưới nhìn rất cân đối. Và đây là loa kép stereo nha các bạn, không phải loa thường một bên mic đâu, mà cái mic của nó thì nó sẽ nằm ở đây này. Đó, anh em thấy không? Đó, nên là về tổng thể thiết kế và hoàn thiện sản phẩm này thì mình đánh giá rất tốt. Còn nói đến cái phần mặt trước thì đây là màn hình của em Ruyu H8. Em này thì có màn hình đó là IPS LCD và kích thước của nó sẽ là 4 inch. Con này thì các bạn thấy rằng màn của nó hơi vuông vuông đúng không? Vì căn bản con này thì vẫn dùng cái tỷ lệ đó là 16:9 chứ không phải là tỷ lệ màn hình full viền. Và cái phần cầm cái màn hình của nó cũng khá là dày, vì căn bản á, là con này sử dụng cái màn hình chất lượng hiển thị không phải quá là vượt trội. Và thêm một yếu tố nữa là dưới này này, bao gồm cổng sạc Type-C này, bao gồm loa và một cái cục bo mạch ở dưới này, nó chiếm một diện tích rất lớn, nên là không thể nào mà bố trí màn hình LCD full viền như thế này được. Và với mức giá như vậy thì cái công nghệ mà chúng ta nhận được thì cũng chỉ có như này thôi các bạn ạ. Và thực sự là với sản phẩm này thì mình cũng đã khá hài lòng về cái chất lượng ở cái phần màn hình rồi, cho dù là cầm hơi dày, nhưng mà đây là một cái sản phẩm gọi là tập trung vào yếu tố là giải trí là chính, nghe nhạc là chính, nên là cái này cũng sẽ không quan trọng lắm. Quan trọng là cái khả năng hiển thị của cái sản phẩm này cũng khá là tốt, màn hình IPS LCD và độ phân giải HD như thế này thì đã quá là ngon rồi. Đó, về màu sắc này, về độ sáng này, mình thấy rằng là nó còn ăn đứt tất cả những con điện thoại Android mà trong cái tầm giá khoảng tầm 1.000.000 mà hàng new của bạn có thể mua được. Nhưng mà có những cái điểm đáng tiếc, em này thì chạy cho mình cái hệ điều hành Android, tuy nhiên ấy, đây là cái hệ điều hành Android nó rất là cũ rồi. Và cụ thể ấy, thì với chiếc máy mình đã có ở đây thì nó đang chạy cho mình cái hệ điều hành Android đó là 5.1. đấy, hình như là 5.1 là Lollipop thì phải. Đó, và với cái hệ điều hành này thì nó không còn tương thích với đại đa số ứng dụng. Và với chiếc máy này thì cấu hình của nó cũng không phải là quá vượt trội. Mình có test với cái ứng dụng YouTube này, mình có test với một vài cái ứng dụng như là Facebook và một vài ứng dụng khác. Con này nó không tối ưu hóa cho ứng dụng YouTube, chúng ta sẽ không thể nào xem video một cách thoải mái nhất được, và lâu lâu nó bị đóng ứng dụng. Thêm nữa là Facebook thì rất là lag luôn, cực kỳ lag luôn anh em ạ. Nói chung là với những ứng dụng mới, những ứng dụng nào trong năm nay và những cái ứng dụng có dung lượng lớn ấy, thì khi mà chúng ta bỏ lên con Ruyu H8 này thì nó lag thật sự luôn. Các bạn chỉ có thể dùng được những ứng dụng như là Facebook Live, rồi TikTok Live, nó vẫn dùng một cách rất là ok. Đó, hoặc là các bạn thêm một vài cái ứng dụng rút gọn khác, muốn cài thêm ứng dụng ở đây thì có thể cài thêm một vài cái app mà là cái phiên bản nào mà có dung lượng thấp nhất. Mình đã có thử cài Spotify vào đây thì em này vẫn có thể chạy được. Nói chung là khả năng tương thích ứng dụng của nó không tốt. Tuy nhiên ấy, thì gần như khoảng tầm 70-80% những cái app trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn có thể cài được, sử dụng ngon lành nhá. Giao diện em này thì cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ có một cái giao diện chính như thế này thôi, không có vuốt lên vuốt xuống gì cả. Các bạn có thể là vuốt sang hai bên, nó sẽ show hết toàn bộ những cái app của chúng ta ở đây. Và em này thì sẽ có một cái phần mềm nghe nhạc riêng, tuy nhiên thì cái phần mềm nghe nhạc đấy thì mình thấy rằng hơi củ chuối, và mình khuyên các bạn là nên dùng luôn cái Spotify hoặc cài vào đây những cái phần mềm như là Zing MP3, Nhạc Của Tôi để mà nghe cho nó chất lượng. Và chúng ta có thể là nghe stream trực tiếp từ trên mạng luôn mà không cần phải download về, thì căn bản bộ nhớ em này cũng không phải là quá lớn. Và một cái may mắn ấy là em này thì vẫn có wifi, và tiếc một cái là không có 4G thôi, tại vì căn bản đây là một chiếc máy build ra để là nghe nhạc là chính mà, nên là về cái vấn đề không có 4G chuyện quá bình thường. Nói về cái phần là trải nghiệm nghe nhạc ấy thì mình thấy rằng là với em máy nghe nhạc này, mang tiếng là máy nghe nhạc nhưng mà nó không có quá nhiều điểm khác biệt, nó không có quá khác bọt khi mà chúng ta so sánh với những dòng điện thoại trong cùng tầm, thậm chí nếu so với những dòng flagship qua sử dụng trong cùng tầm giá như là LG V60, như là con Pixel 2 hoặc như là con LG V30 chẳng hạn, thì thật sự là với những sản phẩm đấy nó sẽ vượt trội hơn cực kỳ là nhiều. Còn về cái chất lượng của nó thì mình thấy rằng cũng ở cái mức gọi là có thể chấp nhận được thôi. Và như thông tin mà mình tìm hiểu thì nó sẽ được trang bị DAC để hỗ trợ cho khả năng giải mã âm thanh, nhưng mà thực sự là không có gì khác biệt so với những dòng điện thoại Android cùng tầm khoảng tầm 2-3 triệu đâu các bạn ạ. Nên là mình nghĩ rằng cái tính năng mà gọi là sử dụng để máy nghe nhạc hoặc là nghe nhạc với chất lượng cao ấy thì nó không có khác biệt ở đây. Và nếu như bạn xác định là muốn sử dụng một chiếc máy chuyên để nghe nhạc mà không bị làm phiền bởi những cái thông báo Facebook, Zalo, TikTok các kiểu thì có thể là nên cân nhắc về sản phẩm này. Còn nếu như mà muốn nghe nhạc mà chúng ta đã có sẵn điện thoại rồi, đã có sẵn những thiết bị như là iPad các kiểu rồi thì mình nghĩ rằng là không cần phải mua con này làm gì. Hoặc là nếu mà bạn thích sự độc đáo nhỏ gọn thì may ra. Rồi, hãy đến với cái về yếu tố cấu hình của sản phẩm này. Vì căn bản cái hệ điều hành của em này chẳng có gì cả, thậm chí là Google Play cũng chẳng có, một số ứng dụng nặng thì cũng không có luôn. Mà nếu mà chúng ta muốn cài vào đây thì chúng ta chỉ có thể cài được những ứng dụng nhẹ thôi, và chúng ta phải cài từ những cái nguồn như APK Pool vân vân. Thế nên á, là về cái hiệu năng của em này thì thật sự nó không phải là quá vượt trội. Nó sẽ dùng một con chip mà mình nghĩ rằng là đã lâu lắm rồi mình không thấy nó, đó là con chip MediaTek
MT6592. Đây là một con chip mà cách đây khoảng tầm 4-5 năm cực kỳ thịnh hành và nó tồn tại trên những con máy có mức giá 4-5-6 thậm chí là 7 triệu. Đó, thời đó thì mình rất là mơ ước, nhưng mà bây giờ thì đây là một con chip quá yếu và quá là lỗi thời rồi anh em ạ. RAM là 2GB và bộ nhớ trong của nó sẽ là 16GB. Và với con chip này thì nếu như các bạn sử dụng nó với những ứng dụng như là chúng ta nghe nhạc này, chúng ta sử dụng nó để có thể tùy chỉnh trên cái sản phẩm này, hoặc là sử dụng cái sản phẩm này làm một chiếc smart home điều khiển những thiết bị thông minh trong nhà thì ok. Còn nếu như các bạn sử dụng nó để sử dụng Facebook, Zalo này các kiểu, nói chung là sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường ấy, thì nó sẽ khá là lag. Còn nếu các bạn sử dụng qua sử dụng để nghe nhạc thì ok, có thể chấp nhận được. Đó, còn nếu các bạn hỏi mình là con này có chơi game được không ấy, thì xin thua nha các bạn. Sử dụng ứng dụng bình thường nó còn lag chứ lấy đâu ra mà để có thể là chơi game được. Rồi, mình đã chia sẻ rất là nhiều thứ về em này rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với cái phần pin đi. Thì theo như cái spec của nhà sản xuất công bố, em này có pin là 1400 mAh. Tuy nhiên ấy, viên pin của em này nó khá là ảo anh em ạ. Ảo ở đây là sao? Tức là thời gian sử dụng pin và nghe nhạc của nó cảm giác hơi bị đuối, và nhiều lúc nó bị tụt pin bất chợt. Ví dụ như là mình trung bình ấy, mình cắm tai nghe vào đây để mà nghe nhạc, nó tụt khoảng tầm 10 đến 13% pin khi mà mình nghe ở trên Spotify. Đó, thì như vậy nếu như các bạn tắt màn hình đi mà nghe liên tục thì cũng chỉ được khoảng tầm là 10 giờ. Và nếu như các bạn bật màn hình mà nghe liên tục thì chắc được khoảng tầm 3 tiếng. Thực sự là viên pin nó không phải là quá trâu. Và lâu lâu thì nó sẽ bị tụt pin ảo, tự nhiên đang dùng 4% lướt lướt vài cái xuống chỉ còn khoảng tầm 2 mấy, 10 mấy cũng có. Nên là về viên pin thì em này con đánh giá tốt cho lắm. Được cái là có cổng sạc thay, nên là một con điện thoại Android vui vẻ backup thì quá là hợp lý. Rồi, nhưng mà mình quên mất là cái phần loa kép của em này ấy, thì cái chất lượng của nó cũng ở mức gọi là chống cháy thôi nhá. Có loa kép nhưng mà chất lượng thì không đến cái mức là 3D stereo đâu. Rồi, đây là một cái video mà mình review về cái sản phẩm điện thoại Android rất vui vẻ. Đây là chiếc Ryu H8. Còn các bạn nghĩ sao về một chiếc máy nghe nhạc mà có thể chạy được Android với kích thước nhỏ này, với màn hình cảm ứng này, chúng ta có thể là cài được app này, chúng ta có thể xem được video này, chúng ta có thể là nghe nhạc trực tiếp trên cái sản phẩm này, thì nó có thú vị hay không và nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Nói chung là với chiếc máy nghe nhạc này thì nếu như bạn nào đang cần cho mình một chiếc máy chỉ tập trung vào yếu tố là nghe nhạc, không bị làm phiền bởi công việc, thông báo vân vân, thì đây là một cái lựa chọn khá là vui vẻ và hay ho. Mức giá rẻ anh em có thể là trải nghiệm được. Còn nếu như các bạn mà muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn mà vừa muốn nghe nhạc nữa thì mình nghĩ rằng là nên mua điện thoại đi, vì con này chẳng khác gì điện thoại đâu, và tính năng và khả năng nghe nhạc của nó nhiều khi còn không bằng. Ok, các bạn đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.